trong lúc nhất thời, đám hồng mông hung thú nguyên bản còn khí thế hung hăng này, vào giờ phút này đối mặt với thần thông của vị hải thần thiên đình này, xuất hiện một chút thoái ý. Ngào sự hít vào một hơi thật sâu, rút kiếm hướng về phía trước, trường bào màu vàng trên người tàn ra ánh sáng ngóng ngánh. Nhân vật chính như gã, nhất định phải đứng ra. Thủy thần có bản lĩnh rất tốt, nhưng ngày hôm nay, tuyệt đối không thể để ngươi chặt đứt đại vận của long tộc chúng ta. Ngao sự vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng gầm nhẹ truyền đến từ ngoài điện, từng đạo tiên thức tìm kiếm, không ít cao thủ long tộc, hồng mông hung thú, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bọn hắn thấy, hình ảnh trong nước biển nơi xa hỗn loạn không chịu nổi, không thể miêu tả, một khắc trước vẫn là đồng bọn ở chỗ này, vào giờ phút này lại là làm cho hề, giống như mất đi thần trí vậy, Lý Trường Thọ khí định thần nhàn đứng tại kia, lạnh nhạt nói. Các vị cũng biết, Bân Đạo là người bên trong nhân giáo, cũng am hiểu luyện đan chi đạo, lần trước vì diệt trừ đầu kim thiền sáu cánh kia, Bần đạo là một ít chuẩn bị ở sau, chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay lại vừa vặn dùng tới. Còn xin các vị yên tâm, ngân châm sen lẫn độc hoa tình như vậy, ta cũng chỉ có mấy chục chiếc, nếu như tin tưởng ta, cứ việc phóng ngựa tới là được. Các vị chớ sợ, bần đạo chẳng qua là quan văn Thiên Đình, cũng không phải là võ tướng. Hắn đang nói thật, những ngân châm kia vốn chính là chuẩn bị ở sau cho Kim Thiền tử, chẳng qua là không dùng, dược hiệu ở trên những ngân châm kia, lúc vừa rồi đã là thúc phát ra trong nháy mắt lúc này đã không có nửa điểm lưu lại. Cái gọi là độc hoa tình, chính là tinh luyện mà ra từ tình thủy vật liệu luyện chế hùng tâm đan, vốn là chỉ có mấy chục chiếc, dùng hết liền không có. Nhưng lúc này, Lý Trường Thọ nói càng đạm nhiên, hình ảnh nơi xa càng là hỗn loạn không chịu nổi, những địch thủ này càng là không dám tin. Đại Pháp Sư đang âm thầm quan sát co giật khóe miệng, vân tiêu tiên tử cũng là không nhịn được lấy tay che chán. Tháp đại gia trong đáy lòng Lý Trường Thọ đã là cười thở không ra hơi, cười mắng các loại đối với lý trường thọ ngào sự lấy lại tinh thần cắn răng trách mắng ca trưởng lão ở đâu ngào sự thái tử lý trường thọ lạnh nhạt nói người ngoại trừ hô hào người khác tiến lên phía trước không biết còn có bản lĩnh nào khác lập tức lý trường thọ phóng về phía trước một bước mí mắt có một chút rũ xuống sau lưng của hắn đại oa đến ngũ oa từng người nhảy lên cùng với những tiên giao binh trung thành với long vương tây hải vây quanh người long vương tây hải phân thành ngũ giác, từng người cởi hồ lô trên đầu xuống những tiểu hồ lô này đúng là năm tòa trận cơ lúc này bị năm đầu linh oa thôi phát hóa thành ngũ hành đại trận vận chuyển thủy linh khí tức hóa thành lực lượng ngũ hành chống ra một tầng ánh sáng trong suốt dây hồ lô mặc dù có một chút chơi ác nhưng đây đúng là một lá bài tẩy của lý trường thọ chẳng qua là trên hình tượng có một chút gửi lời chào ừm gửi lời chào mà lục oa cùng với thất oa lúc này đã ngồi xếp bằng ở bên trong ngũ hành đại trận lục oa trong suốt không biết đang làm cái gì thất oa lại thôi diễn xuất ra thủy hỏa thái cục đồ ra chỉ ở trên trận pháp lý trường thọ cũng không quay đầu lại phóng về phía trước mấy bước ánh mắt nhìn thẳng vào ngao sự toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm khó nói lên lời năm bước sáu bước lý trường thọ đối mặt với mấy ngàn cao thủ trong mắt chỉ có ngao sự bọc lấy ánh vàng kia ngao sự thái tử ngươi còn nhớ đến đạo bản thân của mình không ngao sự trong mày vô thức muốn lui lại nhưng lại biết nếu như chính mình lui, liền sẽ trở thành con cờ chết của phương Tây, vào giờ phút này chỉ có thể cắn răng đối cứng. Mười mấy vị cao thủ long tộc cách ngao sự gần nhất cùng nhau tiến về phía trước, từng người thả ra uy áp, chấn động thủy thần thiên đình. Lý Trường Thọ không phát giác ra gì, vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến lên, mười bước, mười hai bước. Thủy thần lại dám không coi ai ra gì. Một lão già đầu rồng gầm thét, đưa tay làm chào, chào về phía Lý Trường Thọ một cỗ hư ảnh long trào đường kính hơn 10 trượng ấn xuống đầu của lý trường thọ thân ảnh của lý trường thọ sừng sững bất động long trào kia trực tiếp nổ nát vụn một viên đá giấy lên ngàn cân sóng mười mấy vị lão giả đầu rồng đồng loạt xa tay toàn bộ long cung tây hải chấn động kịch liệt thần thông liên tiếp không ngừng linh lực phun trào bốn phía không gian dung chuyển bất an không ít vật trang trí lộng lẫy bên trong thủy tinh cung cùng nhau vỡ nát nhưng chấn động qua đi lý trường thọ vẫn đứng tại kia như cũ khí tức huyền hoàng nhàn nhạt, nhạt, tung bay quanh người, cọng tóc cũng không đứt một sợi, bất quá lý trường thọ cũng phát hiện ra, lúc chính mình ngạnh kháng những thế công này, chỉ có thể đứng tại chỗ. Đại khái, vạn vật đều có cân bằng, đây chính là hạn chế của thiên đạo đối với thiên địa linh lung huyền hoàng tháp. Các vị, đánh đủ chưa, lý trường thọ rũ nửa mí mát xuống, nhẹ nhàng thở hát ra, một lão già đầu rồng như mới tỉnh ở trong mộng, đột nhiên hô to. Hắn nhất định có chí bảo hộ thân, chỉ một thoáng, mấy chục lão long vừa mới ra tay bình tĩnh trở lại, nhưng lại gắt gao như mày, ngào sự đang trốn ở trong đống người lập tức hô. Vậy thì hãy vây khốn hắn, giết ngào nhuận trước, ngào nhuận là danh hào phụ thân của gã. Ở bên trong ngũ hành đại trận, Long Vương Tây Hải nhắm mắt thở dài, Lý Trường Thọ một người đứng ở trước mấy ngàn cao thủ, trong mắt toát ra một chút bất đắc dĩ, lạnh nhạt nói. Độ hồn chú này thật sự lợi hại, khiến cho bản tính ăn mòn đến tận đây động thủ. Khuôn mặt anh Tuấn của Ngao sự tràn đầy dữ tợn, hét lớn một tiếng, mười mấy vị lão giả long tộc nhào về phía Lý Trường Thọ, mấy ngàn đạo thân ảnh ở phía sau bọn hán chia thành hai đường, liền muốn vòng qua Lý Trường Thọ, phóng tới Long Vương Tây Hải, Lý Trường Thọ chờ chính là vào giờ phút này. Phía trước lại là đạo đạo thần thông pháp thuật nện như điên mà đến, thân hình của Lý Trường Thọ lại không tiếng động nổ tung, khiến cho những thế công này đều thất bại, có lão giả long tộc lập tức hô to. Thì lộn pháp, đúng vào lúc này, mấy chục dòng nước đường kính như nắm đấm ập về phía chúng ta thủ long tộc phản ứng của những lão long này mặc dù có thể xưng là thần tốc liên tiếp bộc phát long lực oanh sát nhưng vẫn như cũ có một nửa dòng nước xuyên thẳng qua thân hình những lão long này ập về phía ngao sự tốc độ của dòng nước đột nhiên bạo tăng mấy lần tâm thần của ngao sự rung mạnh linh giác cuồng loạn điện hạ mau lui lại chúng long tây hải chen trúc về phía ngao sự thần thông đầy trời đánh về phía những dòng nước kia 21 dòng nước này đột nhiên biến hóa, hoặc từ nước hóa kim, hoặc từ nước hóa gió, hoặc kích phát làn sóng không gian, hoặc hóa thành trụ băng vọt về phía trước, độn pháp, tất cả đều là độn pháp. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy hoa mắt, căn bản không biết bản thể của thủy thần độn pháp ở nơi nào. Tốc độ của một phương phản quân cũng không chậm, đạo đạo thân ảnh vây quanh ngao sự, dùng nhục thân ngăn trở từ phía, bát phương, trên dưới, mấy chục cao thủ tụ thành một quả cầu. Nhưng... Chật chật mười mấy vị cao thủ long tộc hướng mặt ra phía ngoài này đột nhiên nghe được tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau lông tơ của từng người dựng đứng lên ở đằng sau lưng những cao thủ này ở ngay bên trong quả cầu mà các cao thủ long tộc bao quanh cũng chính là trong nháy mắt một bức bảo đồ trống rỗng xuất hiện trên đó tuôn ra mấy chục hư ảnh sông lớn trực tiếp chấn áp ngao sự nuốt vào bên trong bảo đồ thân ảnh của lý trường thọ bước ra khỏi ngọn lửa xanh băng giá đứng giữa vòng vây dày đặc thản nhiên thu hồi bảo đồ bình tĩnh nhét vào ống tay áo. Cơ hồ không có ai phát hiện ra, trong cổ tay áo của hắn lúc này xuất hiện một chút làn sóng không gian. Nhanh cứu điện hạ. Phong tỏa không gian, chớ có để cho hắn lại chạy trốn, trong nháy mắt, mười mấy vị lão giả đầu rồng này dùng long lực của từng người chấn áp không gian, phong cấm không gian trong phương viên trăm trượng. Lại nghe thấy. Các vị, tiếng nói của Lý Trường Thọ đột nhiên truyền đến từ phương hướng bảo tọa, cao thủ trong cả điện cùng nhau giật mình bọn hắn nhìn về nơi bị hơn 10 vị lão giả đầu rồng vây quanh, có một vị thủy thần thiên đỉnh tóc trắng áo trắng. Lại nhìn ở phía trước ngũ hành trận pháp, một vị thủy thần thiên đỉnh áo trắng tóc trắng khác đang bình tĩnh đứng, thủy thần cực kỳ am hiểu bí pháp hóa thân, chuyện này đương nhiên không phải là bí mật gì, nhưng đây là hoán đổi khi nào, đổi vị trí khi nào, đổi ảnh di hình khi nào. Còn có đội pháp không gian kia, làm sao có thể làm được vô thanh vô tức như vậy? Lý Trường Thọ cười khẽ, lấy bức bảo đồ kia ra từ trong tay áo, tiện Tài hắt lên, ném long hồn của thái tử long cung tây hành ngao dự bị đại vũ trị thủy đồ Trấn trụ đã hôn mê bất tỉnh vào giờ phút này lên trên mặt đất. Bản lĩnh của ngao sự vốn là không mạnh, trước đây bị cưỡng ép tăng tu vi lên, chiến lực thực tế có thể miễn cưỡng so với kim tiên bình thường như hư không trưởng môn, tay trái chế trụ cái cổ của ngao sự, lý trường thọ lạnh nhạt nói. Coi như không cần trí bảo, các người lại làm gì được ta. Đúng rồi, cỗ hóa thân kia của bần đạo, cũng không chỉ là hóa thân, Lý Trường Thọ vừa dứt lời, một cỗ linh lực dao động kinh người xuất hiện ở ngay chỗ ngao sự đứng ban đầu. Vào giờ phút này, không gian phong cấm chưa tiêu tán, hơn 10 vị lão giả đầu rồng quay đầu, nhìn về phía hóa thân Lý Trường Thọ lưu lại nơi đây, đã thấy ở dưới áo bào của cỗ hóa thân này lại xuất hiện 72 cuồng sáng. Không chỉ như vậy, phần bụng của cỗ hóa thân này, lõi kim đan trước kia được mấy chục cỗ linh lực rót vào, đã bắt đầu rung động kịch liệt, một cỗ lực lượng thiên đạo đột nhiên hiển hiện, hiện lõi kim đa này nổ nát vụn trong nháy mắt 72 mươi cuồng sáng đồng thời bành trướng tăng vọt địa sát linh bạo trận phiên bản kim tên nạp nhiên liệu từ bên trong mặt trời chói mắt bay lên lý trường thọ đã nhấc ngao sự tới trước người thuận tiện dùng tiên lực lôi nhu đầu mã diện đã ngẩn người vào bên trong ngũ hành trận pháp trong đáy lòng lý trường thọ vang lên mấy câu nói của ngao ất ngón tay vung ra mấy đạo tàn ảnh trong nháy mắt điểm vào ba chỗ khu vực lưng đuôi xương cụt sau gái của ngao sự sừng thú trên trán của ngao sự lấp lóe sáng người thân hình đột nhiên bành trướng hóa thành một đầu hắc long dài mấy trăm trượng ở bên trong ánh vàng vị lý trường thọ quấn thành một đoàn xem như tấm thuẫn bảo hộ ở phía trước ngũ hành trận pháp ngày đó thái dương tinh phẳng phất như rơi vào đáy biển ở ngay phía trên mặt biển long cung tây hải một quả cầu nước đường kính trăm dặm chậm rãi nổi lên một cỗ linh lực xẹt qua bầu trời đều nói bần đạo không am hiểu đấu pháp chẳng qua chỉ là quan văn thiên đình Lý Trường Thọ đứng ở bên trên đống phế tích thủy tinh cung, nhìn hố sâu đáy biển trước mặt không khỏi có một chút khó hiểu. Chạy cái gì? Các ngươi chạy cái gì? Vốn dĩ, có ngưu đầu mã diện làm khách quý trợ diễn. Lý Trường Thọ cảm thấy lần này chính mình có thể ổn thỏa hơn một chút, không cần ra tay. Chỉ hoãn, phá vây, đào thoát, tổng thể cũng có nắm chắc tương đối cao. Nhưng bộ phương án thứ nhất thuận lợi tiến triển được nửa đường, đại pháp sư đột nhiên ra lệnh một tiếng, vị chuẩn sư đệ như hắn chỉ có thể thụ động nghe lệnh thay đổi ý nghĩ, bộc lộ kỹ nghệ truyền thống của đệ tử nhân giáo, quan văn thiên đình, huyền đô tiểu pháp sư. Lúc này, vấn đề dường như đã biến thành làm thế nào để xử trí thích đáng khi một người đối mặt với mấy ngàn cao thủ. Mà trên thực tế, vấn đề thật ra lại là chính mình có 9 thành 8 nắm chắc có thể trốn thoát bất cứ lúc nào, vào lúc đối mặt với mấy ngàn cao thủ khuyết thiếu đại thần thông, như thế nào mới có thể trong lúc lơ đãng để bọn hắn biết, bọn hắn không phá nổi phòng ngự của mình. Lý Trường Thọ sở dĩ có thể quả quyết lâm thời đổi kịch bản như thế, chủ yếu cũng là bởi vì trước đó đã làm xong bộ phương án dự bị này, đã tính trước và trước khi rắc rối xảy ra. Tiếp theo là bởi vì, nơi đây không có cường giả cấp đệ tử thánh nhân. Hồng mông hung thú cũng có mạnh yếu, Văn Tịnh và Kim Thiền Tử đã coi như là nhân vật hung ác trong đó, đám hung thú tại Long Cung Tây Hải này rõ ràng yếu hơn một chút, lại có, chúng long tộc khốn kiếp nơi đây, đều là bị Tây Phương Giáo dùng chú pháp khống chế tâm thần. Mặc dù đám lão long này có thực lực cao cường, là tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng của Long cung Tây Hải, nhưng cũng không tồn tại lão đại la viễn cổ chân chính như Long Vương Tây Hải, cũng không có Chiến Long viễn cổ trấn thủ Hải Nhãn hiện thân, nếu không thì Lý Trường Thọ cũng không dám hấp tấp bùng nổ. Hãy xem hắn đã làm như thế nào, đầu tiên là dùng đạo nhân giới hồ lô linh oa phản kích, lại cứng rắn tiếp nhận thế công của mấy chục vị trưởng lão long tộc, tạo thành áp lực tâm lý cho đối phương, sáng tạo ra hình tượng một vị đại năng lại ở trong toàn bộ quá trình khóa chặt mục tiêu ở trên người thái tử ngao sự người chủ trì của đối phương dùng ngôn ngữ bức bách chỉ bảo hộ thân độn pháp tập kích thuận lợi bắt ngao sự ở bên trong bộ phương án này khâu khó thực hiện nhất cũng không phải dựa vào độn pháp đi đến gần người ngao sự mà là làm như thế nào thuận lợi thoát thân từ bên trong sự vây khốn của mười mấy vị cao thủ long tộc biện pháp của lý trường thọ kỳ thật rất đơn giản không đi vào là được hóa thành dòng nước nổ tan trong nháy mắt chân thân đã thi triển độn pháp tránh sang một bên dẫn động uy năng thái cực đồ che lấp bản thân, lại dùng mấy chục cỗ dòng nước hấp dẫn sự chú ý của đối phương, lại âm thầm thi triển độ pháp không gian, đưa một cỗ đạo nhân giới cảnh giới kim tiên đến phía sau ngao sự. Lý Trường Thọ ở trên tạo nghệ độn pháp không gian, kém ra các độn pháp đắm chìm nhiều năm khác, lúc bản thể thi triển lại có trở ngại khá lớn, để lại rất nhiều vết tích. Nhưng, mượn dùng độn pháp không gian là gì đạo nhân giấy đến vị trí chỉ định, Lý Trường Thọ đã sớm xe nhẹ đường quen lúc đạo nhân giới lấy đại vũ trị thủy đồ ra vây khốn ngao sự lý trường thọ lập tức dùng bí pháp cách không tống vật đưa bảo đồ về bản thể sau đó bản thể hiện thân hấp dẫn lực chú ý của đối phương nhờ vào đó kiểm hộ địa sát linh bạo trận trên người đạo nhân dưới cảnh giới kim đan khởi động áp dụng chọn bộ phương án có thể nói là nước chảy mây trôi vòng vòng đan sen chưa từng xuất hiện bất luận chỗ sơ suất lớn gì mà lý trường thọ từ đầu đến cuối chỉ cần khống chế tốt tiết tấu liền có thể tạo nên một loại cảm giác tới lui tự nhiên làm cho người ta hòa mắt, đáp ứng không xuể, từ đó càng đào sâu bóng ma tâm lý. Cái gọi là mạo hiểm trong khoảng thời gian này, chẳng qua chỉ là ảo giác của đối thủ và người ngoài cuộc. Nhưng khiến cho Lý Trường Thọ cảm thấy khó hiểu chính là, trận linh bạo này qua đi, quân địch cứ lui như vậy, đối phương lui rất nhanh, dư vị linh bạo chưa tiêu tán, chúng long đã lập cùng nhau quay đầu, hỏa tốc rút lui vào bên trong thủy tinh cung. Lúc đi, không ít hung thú cùng với phản long hùng hùng, hùng hổ hổ, hô hào quan văn thiên đình như thế nào như thế nào, còn nói cái gì võ tướng thiên đình đều là ngụy trang kẻ tàn nhẫn chân chính đều dưỡng lão ở bên trong quan văn vân vân rõ ràng là nói xấu hình tượng hòa ai dễ gần của chúng tiên thần thiên đình nhưng đối phương cấp tốc rút đi làm cho lý trường thọ thoáng có một chút tức nuối dù sao hôm nay mình cũng đã làm tốt chuẩn bị hy sinh ba cỗ đạo nhân xế cảnh giới kim tiên trở lên số lượng đạo nhân xế cảnh giới kim tiên đồng thời tồn tại là có hạn mức cao nhất nhưng sau khi hủy lại có thể chế tác vì sao đối phương lại lui những phản long này không phải đều bị phương Tây không chế tâm thần, hung hãn không sợ chết vừa mới nói đâu, sát thương trận linh bạo vừa rồi tạo thành cũng không tính là quá mạnh, cũng chỉ là xé nát hơn phân nửa những lão long ở bên trong phạm vi không gian phong cấm chủ yếu. Non nửa là vẫn lưu lại toàn thây, nhưng cũng bởi vì những phản long này đứng dày đặt, cùng với không gian phong cấm, làm cho uy lực linh bạo giảm đi, mấy ngàn cao thủ khác chỉ có ba thành bị thương, bảy thành phần lớn không có việc gì. Phản quân bên ngoài ngược lại là tử thương khá nhiều, nhưng phần lớn đều là tiên giao binh cảnh giới chân tiên, định nghĩa chuẩn xác hai chữ pháo hôi ở trong hồng hoang. Lúc đối phương rút lui, không chỉ là mấy ngàn cao thủ này rút đi, mấy chục vạn đại quân bên ngoài kia cũng cấp tốc thối lui đến tây ngưu hạ châu. Trận hình cũng đều hoàn toàn không để ý, trốn chạy dị thường chật vật, lý trường thọ không kịp đuổi theo, chỉ có thể dựa vào thần vị thủy thần chưa ngưng tụ thành hoàn toàn, lắng lại sự gào thét của tây hải, giảm bớt sinh linh tử thương trong biển, phòng ngừa gia tăng quá nhiều nghiệp chứng cho chính mình sau đó trải vuốt một loạt thao tác kế tiếp của bộ phương án này trong đáy lòng cảm thấy tức hận lại không có cách nào thi triển tính đi tính lại vẫn là tính không chính xác tấm lòng sinh linh lần này tính sai là năng lực chịu đựng tâm lý của địch thủ vào giờ phút này lấy lý trường thọ làm trung tâm ở bên trong khu vực hình quạt phía sau non nửa thủy tinh cung bình yên vô sự hiển nhiên là vào lúc linh bạo vừa rồi có tháp đại gia xuất thủ tương trợ che chở hòa trùng còn sót lại của long cung tây hải Ngao sự khôi phục hình người một lần nữa, vào giờ phút này đang ghé vào phía sau Lý Trường Thọ, trên dưới toàn thân tràn đầy vết thương, khí tức yếu ớt, đã bị trọng thương. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ đánh ra một đạo tiên lực, tăng thêm 10 tầng phong cấm cho long hồn Ngao sự, tránh cho gã tự bạo. Sau đó Lý Trường Thọ dò xét các nơi, điều khiển một bộ phận đạo nhân giấy tiếp ứng ba lộ cao thủ long tộc chạy đến, để phòng ngừa bọn họ gặp gỡ cùng với chủ lực phản quân, gia tăng thương vong không cần thiết lớp màng chắn của ngũ hành đại trận chậm rãi thu hồi hồ lô linh oa đội mũ hồ lô lên đầu từng người hóa thành người giấy bay về hướng dây hồ lô chui vào trong từng quả hồ lô vỡ ra lý trường thọ mở tay trái ra dây hồ lô chui trở về ống tay áo của hắn lại nhìn hố sâu trước mặt nhẹ nhàng thở dài xoay người sang chỗ khác đi về phía long vương tây hải hai bước hơn trăm tên giao binh kia vô thức lui lại nửa bước cao thủ long tộc chen trúc ở chung quanh bảo tọa ánh mắt vô cùng phức tạp ở đằng sau bảo tọa hai chiến vũ đội mũ trùm đầu ngồi xổm ở kia hai tay thăm dò ở trong tay áo lúc này đang nhỏ giọng thầm thì đây chính là kéo dài thời gian mà thủy thần nói hí cũng không sao ngư đầu cười hắc hắc giết sạch quân địch tranh thủ thời gian cho viện quân đi tới đây không phải cũng được tính là kéo dài thời gian sao bò ò chúng ta còn cần đi câu hồn không câu như thế nào nơi này nào còn hồn phách, thủy thần đang đi đến đây, đi mau đi mau. Bên trong âm thanh nói thầm, hai vu trực tiếp nhảy đến phía sau Lý Trường Thọ, khoanh tay, kéo một đống xích sắt, đi tới trước người Long Vương Tây Hải. Ở dưới sự nâng đỡ của Long Mẫu đoan trang tú lệ, Long Vương Tây Hải có một chút run rẩy đứng dậy, không người nói. Đá ta ân cứu mạng của thủy thần. Long Vương ra không cần đa lễ, Lý Trường Thọ vội vàng nói một câu, lại lấy ra hai bình đan dược nói, Long Vương bị trúng độc. Không sai, Long Vương Tây Hải nghe vậy liền cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng trước đây thủy thần đã từng nhắc nhở, nhưng ta vẫn đã chủ quan trúng kế, không ngờ được, phương Tây đã là hoàn toàn chiếm hết Long cung Tây Hải chúng ta. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng ngay động tay trái, bỏ ngao sự đã chỉ còn đại khái hình dáng vào trước mặt Long Vương Long Mẫu. Long Vương trợn tròn hai mắt, chộp tới liền đánh, muốn chụp chết ngao sự ở dưới lòng bàn tay chiến tướng, trưởng lão Long Cung ở bên cạnh, không ít người nhỏ giọng la lên. Bệ hạ Long Mẫu cũng là tiến về phía trước đưa tay muốn ngăn cản, nhưng bàn tay trắng nõn nâng lên, lời nói chỉ có một chữ bệ, động tác liền dừng lại. Ngào sự, đã không thể sống, nhưng Lý Trường Thọ vào giờ phút này lại đứng dậy, thấp giọng thở dài. Long Vương ra, lúc này không đánh giết được. Long Vương Tây Hải hai mắt đỏ bừng, thấp giọng nói, Thủy thần sao phải cầu tình cho nghịch tử này? Không phải là cầu tình, Lý Trường Thọ nói. Ngao sự phạm thượng làm loạn, muốn thí thân phụ, tội ác tày trời, lẽ ra nên chém. Nhưng Long Vương và Ngao sự vào giờ phút này đều nằm trong danh sách thần vị thiên đình, phải trang mang Ngao sự đến thiên đình, do Ngọc đế bệ hạ xử lý, mới càng ổn thỏa hơn một ít. Đệ bệ hạ hạ lệnh, nếu muốn xử tử Ngao sự, tất nhiên là sẽ đẩy gã lên chàm long đài thiên đình thiên đạo chát đao rơi xuống một viên đầu rồng rơi xuống đất thiên đạo tự nhiên sẽ giải tâm ba chi chú kia cho gã nếu khi đó ngao sự thành tâm hối cải có lẽ bệ hạ cũng sẽ động lòng chắc ẩn cho gã có cơ hội chân linh luân hồi lý trường thọ nói xong long vương tây hải long mẫu cùng với những trưởng lão xung quanh kia từng người quăng tới ánh mắt cảm kích đối với lý trường thọ hành động của ngao sự ngày hôm nay cho dù là bị khống chế tâm thần cũng là phải chàm không thì Long Vương hoàn toàn không còn uy tín. Lý Trường Thọ chủ động đứng ra ngăn cản, một vì để tránh bi kỳ phụ thân giết con, hai là bảo vệ uy nghiêm thiên đình, ba là thừa cơ để thiên đình cùng với địa phủ có bước tiếp xúc chính thức đầu tiên. Chẳng qua chỉ là mấy câu giải rác, ở phía sau lại có rất nhiều suy tính, cũng coi như là một điểm nhỏ trí tuệ của Thọ, Lý Trường Thọ lại hỏi. Long Vương ra, vì sao trước đây đám người ngao sự vây mà không công? Bọn hắn đang ép hỏi bảo khố Tây Hải, một trưởng lão long tộc thấp giọng thở dài. Lý trường thọ chậm rãi gật đầu, không nên hỏi đề tài này nhiều, tránh cho lại bị xem như chính mình đang ám chỉ cái gì. Chợt nghe từng hồi rồng gầm, nam, bắc đều có mấy chục đầu thương long sâu vào nước biển, chạy đến nơi đây. Đúng vào lúc này, phía trên long cung truyền đến trận trận tiếng sấm, một vệt ánh vàng chiếu xuống, trong đó bay ra từng dãy cứu viện cùng với yểm hộ mà Lý Trường Thọ an bài trước đây, ra sân đúng giờ, trang diện lập tức có một chút xấu hổ. Không bao lâu, hơn trăm cao thủ Long Cung Nam Hải, Bắc Hải, cùng với 10 vạn thủy quân thiên hà, vây quanh ở bên ngoài phế tích thủy tinh cung, nhìn chiến cuộc trống rỗng, rơi vào hoài nghi bản thân điên cuồng, như thế này còn cần bọn hắn làm gì, sau nửa canh giờ. Long Vương Tây Hải mang theo tàn quân, cùng với cao thủ Long Cung Ba Biển đến tri viện, tạm thời đi đến hải nhãn Tây Hải hỗ trợ phòng thủ, Lý Trường Thọ cũng ra lệnh thủy quân thiên hà trở về thiên đình, tiến đến Bắc Thiên Môn chuẩn bị đợt hàng không thứ hai. Sau đó, Lý Trường Thọ nhìn hai vụ máu long vương lớn trước mặt, trong đáy mắt tràn đầy ý cười. Đồ tốt, đây là lúc vừa rồi chữa thương bức độc cho long vương Tây Hải. Bước ra máu long vương hội tụ một lượng lớn kịch độc trong cơ thể long vương, nguyên liệu độc đan, kịch độc kim tiên. Căn cứ vào phán đoán sơ bộ của Lý Trường Thọ, loại độc này hẳn là tới từ con hồng mông hung thú nào đó, chính là kịch độc tiên thiên, độc tính vô cùng bá liệt, làm cho loại đại la kim tiên nhãn hiệu lâu đời như long vương Tây Hải cũng đều suýt nợ gánh không được. Mặc dù bại lộ lá bài tẩy hồ lô linh oa này, nhưng kho át chủ bài của chính mình, rất nhanh liền có thể nghênh đón một đợt khuếch trương. Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí thu hai vụ máu long vương vào bên trong ba túi bảo nang, liên tục chụp vào ba tầng phong ấn. Điều kiện ở nơi này tương đối đơn sơ, cũng không thể xem thường loại kịch độc này, còn phải đợi chiến sự long tộc xong xuôi, dùng đạo nhân giấy đi đến một ngọn núi hoang chậm rãi xử trí. Người thu thứ đồ chơi này để làm gì, tháp đại gia ở trong đáy lòng lười biếng hỏi một câu, nghiêm túc gian dạy. Nổ đi, nổ liền xong việc, độc thì có bản lĩnh gì, khó mà đến được nơi thanh nhã, người thế nhưng là nam nhân nắm giữ bí pháp hóa thân linh bạo, nổ nhiều thêm vài trận, vân tiêu tin tử có thể không quyên tâm đối với người sao. Lý trường thọ cười mà không nói, đã thành thói quen với lãng ngôn lãng ngữ của tháp đại gia. Thủy thần đại nhân, ngư đầu ở bên cạnh yếu ớt hỏi. Chúng ta lại đi đâu? huynh đệ chúng ta đã ghi nhớ lời kịch mà ngài nói, bò, mã diện nhanh chóng nói bổ sung. Âm ti địa phủ chúng ta, vĩnh viễn là đồng bạn của thủy thần đại nhân ngài, hí. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Vừa rồi may mắn mà có hai vị đạo hữu tương trợ, không thì chàng diện chắc chắn sẽ không thể kiểm soát được. Đại nhân ngài đừng nói như vậy, ngư đầu thầm nói. Nếu không phải ta cùng với mã diện nhất định phải đi theo, những phản quân Long Cung kia đoán chừng sẽ không chạy được mấy kẻ. Không phải như thế, Lý Trường Thọ vừa muốn giải thích thế cục biến hóa vừa rồi, trong nước biển bên cạnh xuất hiện bức thái cực đồ quen thuộc kia, Lý Trường Thọ cùng với ngưu đầu mã diện lập tức bơi đi, biến mất tại nơi đây. Sau khi bọn hắn đi, mấy thân ảnh bay ra ngoài từ bốn phương tám hướng, bắt đầu bận rộn ở dưới hố sâu đáy biển, lần lượt bổ một đao vào thi thể nơi đây, dùng nhếp hồn châu thu nhếp tàn hồn sau đó lại tập hợp những thi thể này vào một chỗ phóng tăm muội chân hỏa đốt tụng kinh tụng chính là độ nhân kinh tiêu tai kỳ phúc chú thái thanh định hồn chú một cỗ đạo nhân giấy làm ra bong bóng ở trong nước biển gom những cho tàn kia đến lại ở trong bong bóng thổi kèn cảm giác nghi thức kéo căng trong nháy mắt bên trong miếu hải thần đại pháp sư vân tiêu tiên tử lý trường thọ ngư đầu mã diện liên tiếp hiện thân phẳng phất như trước đây đều chưa từng đi ra ngoài lý trường thọ nhắm mắt ngưng thần thông qua đạo nhân giấy, giám sát động tĩnh các nơi trong tứ hải. Đối với phương Tây mà nói, mặc dù chưa thể tìm kiếm được bảo tài long cung tại Tây Hải, nhưng bởi vì quả quyết rút lui, tổn thất tự thân cũng không tính lớn, ngày hôm nay chỉ sợ là vẫn chưa thể bỏ qua. Lúc này, Nam Hải, Đông Hải đã rơi vào náo động, phản quân hải tộc khởi xướng tiến công mãnh liệt, chiến tuyến long tộc tạm thời căng thẳng, Đại Pháp Sư thấy Lý Trường Thọ nhíu mày, hỏi. Trường Canh, làm sao thế? hỗn loạn ở khắp mọi nơi lý trường thọ nói đạo nhân giấy mà ta an bài đã phát hiện ra cỗ phản quân long tộc tây hải kia bọn hắn đang ở ranh giới phía bắc và phía nam tây ngưu hạ châu xem ra hẳn là muốn tấn công bắc hải cùng với nam hải lần này phương tây có mục đích rõ ràng muốn đạt được chính là tích lũy trong vô số năm tháng của long cung cơ sở để phương tây đại hưng đại pháp sư cao mày nói phương tây đại hưng vậy thì đạo môn chúng ta sẽ đặt ở chỗ nào vân tiêu sư muội ngươi hộ tống trường canh đi đến nam hải ta sẽ đi đến bắc hải tọa chấn, cần phải phá hư tính toán của phương tây sau chuyện này khí vận đạo môn sẽ hưng thịnh nói xong một bức thái cực đồ hiện ra ở phía sau đại pháp sư đi quay người bước vào trong đó vân tiêu tiên tử lặng lặng đứng ở bên cạnh không khỏi nhẹ nhàng chớp mắt nàng dường như đã được an bài lý trường thọ lại là vội nói sư huynh việc này thái cực đồ trượt lóe lên rồi biến mất huyền đô đại pháp sư đã không thấy tung tích, vân tiêu không khỏi cười khẽ, ôn nhu nói. Huyền đô sư huynh nói cũng có lý, chống đỡ cùng với phương Tây, cũng không phải vẻn vẹn là sự tình của nhân giáo, lý trường thọ bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức nhân tiện nói. Vừa mới ra tay đấu pháp, khiến người chê cười. Đạo hữu ra tay, không động thì thôi, khẽ động như núi lở, vân tiêu cười nói. Đạo hữu đây là bắt đầu chậm, nếu như tại thời viễn cổ liền bắt đầu tu hành, đã sớm là đại năng một phương, Lý Trường Thọ lắc đầu, cười nói: "Ngươi không cảm thấy ta làm việc không từ thủ đoạn sao?" Vân Tiêu hơi nghiêng đầu, trong mắt toát ra một chút suy tư, nhẹ giọng hỏi. "Đạo hữu hẳn là cảm thấy, ta chỉ biết tu hành, mà không biết hồng hoang gian hiểm sao?" Lý Trường Thọ ấm giọng cười, chậm rãi lắc đầu, hai người lướt nhìn nhau, cũng cảm thấy hiểu rõ đối phương nhiều hơn một chút bên trong xó xỉnh, ngư đầu nhỏ giọng nói. Ngựa, ở chỗ này thật xấu hổ, bò, ò, mã diện còn chưa kịp hí. Một bức thái cực đồ hiện lên ở phía sau hai người, hai bàn tay to trống rỗng nhô ra, trực tiếp kéo hai huynh đệ này vào trong đó, tiếng nói của đại pháp sư truyền ra từ bên trong thái cực đồ. Trưởng canh, tiếp tục. Một tia ô quang bay tới, rơi thẳng vào trước mặt Lý Trường Thọ, bị Lý Trường Thọ dùng hai tay bưng lấy linh bảo công đức tiên thiên không gian xích do thái thanh thánh nhân luyện chế tạo hình của cây thức này giống như một thanh kiếm cùn đã từng đánh qua đông hoàng trung đập qua hồn côn bằng xem như linh bảo công phạt ít có của nhân giáo tất nhiên đây cũng giống như huyền hoàng tháp chẳng qua là cho mượn cũng không phải là ban thường nói cho mượn là cũng có một chút khách khí chuyện này nên tính là hạng mục đặc sắc của nhân giáo cùng hưởng linh bảo không gian xích nhẹ nhàng rung động một tia linh tính vang lên ở trong đáy lòng lý trường thọ lại là nói chuyện rất rõ ràng như huyền hoàng tháp. Chúng ta lại đi đến Long Cung Nam Hải đi, đừng có kéo dài để lỡ chính sự, Vân Tiêu Tiên Tử chủ động mở miệng. Đã khiến cho người liên lụy vào bên trong nhân quả như vậy, Lý Trường Thọ có một chút ánh náy nói. Không sao cả, Vân Tiêu khoát tay nhỏ giọng nói. Người tốn thêm một chút tâm tư an bài bố trí, đừng để cho ta có cơ hội ra tay là được, tại thiên đình, trong lăng tiêu vào điện, Ngọc Đế ngồi trên bảo tọa, nhìn chăm chú vào văn thần võ tướng trong điện, cùng với phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà Biện Trang vừa gấp gáp trở về, đầu lông mày mang theo một chút ý cười. Trường canh ái khanh thật đúng là, mỗi giờ mỗi khắc đều suy tính vì thiên đình. Mặc dù Ngọc Đế biết, vị tiên thần chính mình hài lòng nhất lúc này, chẳng qua chỉ là xem xét mọi việc một cách toàn diện, các phương diện cũng đều sẽ suy tính. Lúc này, thủy quân Thiên Hà phụng lệnh Lý Trường Thọ, đang mượn nhờ Thiên Hà hành quân, tiến đến Bắc Thiên Môn chuẩn bị giáng xuống từ trên trời thêm một đợt. Biện Trang mang theo hai vị thiên tướng áp giải ngao sự, đi vào bên trong lăng tiêu bảo điện phục mệnh. Theo can dặn của Thủy Thần Đại Nhân, lúc này Biện Trang đang cúi đầu bẩm báo sự tình có quan hệ đến việc ngao sự làm loạn, mà Biện Trang cũng coi như có lương tâm, lúc bẩm báo, ba câu cũng đều không rời Thủy Thần. Thái tử Long Cung Tây Hải Ngao sự nay đã bị Thủy Thần bắt giữ, phản quân Long Cung bị Thủy Thần bức lui, sau khi long vương tây hải được thủy thần giải độc chữa trị thương thế đã tiến đến hải nhãn tây hải trấn thủ bởi vì ngao sự cũng có thần vị trên người long vương tây hải giao ngao sự cho bệ hạ xử trí sau khi bẩm báo một phen ngọc đế chậm rãi gật đầu hỏi tình huống của long cung tây hải lúc này như thế nào biện trang thở dài nói không còn gì không còn gì mặt tướng tận mắt nhìn thấy Long cung Tây Hải chỉ còn một hai phần mười, trong đáy biển xuất hiện một cái hố to, lòng thì trải rộng trong hố. Hầu kết của biện trang rung động, thấp giọng nói. Căn cứ vào lời nói của một vị trưởng lão Long tộc Tây Hải, sinh linh Long cung Tây Hải, tuyệt đại đa số đều bị người khống chế tâm thần, mà tướng thấy, quanh người Long vương Tây Hải chỉ còn lại giải rác mấy trăm thân tín. Từ tình hình lúc này mà nói, thủy thần cùng với những phản quân Long tộc kia hẳn là đã từng có một trận đại chiến tuyệt thế dốc hết sức bảo hộ long vương tây hải cùng với long mẫu ngọc đế không khỏi nhíu mày tiếng nói cũng có một chút nóng nảy thủy thần không có việc gì chứ bệ hạ yên tâm biện trang vội nói áo bào của thủy thần cũng đều không có nửa điểm nếp uốn lúc này ngọc đế áo trắng mới hơi nhẹ nhàng thở ra chợt cười nói cũng là do ta quá lo lắng trường canh ái khanh xuất thân từ nhân giáo làm sao sẽ bị đạo trích như vậy gây thương tích biện trang ái khanh trường canh ái khanh hiện đang ở nơi nào biện trang nói thủy thần ra lệnh cho mặt tướng cùng với thủy quân thiên hà tiến đến bắc thiên môn tùy thời phối hợp tác chiến với long cung bắc hải lúc này thủy thần cụ thể ở nơi nào mạc tướng cũng không quá rõ ràng hẳn là cũng đi đến bắc hải ngọc đế chậm rãi gật đầu bắt lộ ra suy tư đông mộc công ở dưới đài cao đỡ sâu ngâm khẽ đi ra mấy bước hành lễ nói bệ hạ bây giờ nam hải đông hải đều đã khởi chiến sự thủy thần dốc hết sức hòa giải chỉ sợ cũng thiếu phương pháp phân thân bệ hạ mặc dù đã lệnh thủy thần chiều ứng tứ hải nhưng lúc này tứ hải căng thẳng thiên đình cũng không thể mặc kệ mục công nói có lý ngọc đế trầm ngâm đôi chút hạ lệnh mục công hãy mang theo 10 vạn binh mã đi đến đông hải tương trợ long cung đông hải lại điểm thêm một viên đại tướng mang theo 10 vạn binh mã đi đến Long Cung Nam Hải gấp rút tiếp viện, Đông Mộc Công lập tức lĩnh mệnh, hùng hùng hổ hổ tiến đến thông minh địa điều bình. Lần này, động tác của thiên đình cũng không tính chậm, rất nhanh liền có 10 vạn binh mã hội tụ ở Nam Thiên Môn cùng với Đông Thiên Môn, chuyện tốt giống như thế này, khục, đại sự như thế này, tự nhiên không thể thiếu một vị hoa nhật thiên nguyên xoáy một thân chính khí, lòng dạ rộng rãi nào đó. 10 vạn thiên binh tiến về phía Nam Hải, chính là do hoa nhật thiên cùng với hai vị thiên tướng không xứng có được tính danh chỉ huy, cân nhắc đến thực lực của các thiên tướng khác không đủ lúc này ở các nơi nam hải đại quân long tộc cùng với phản quân hải tộc đang đánh rất nhiệt tình hoa nhật thiên chỉ có thể tự mình xuất phát tiềm ẩn thân hình tiến đến long cung nam hải gặp mặt cùng với long tộc có lý có cứ không có cách nào phản bác cô hóa thân ngọc đến này vốn là muốn đi tìm trường canh ái khanh của chính mình tụ hợp nhưng khi y đến long cung nam hải dùng thân phận thiên đình nguyên soái gặp được long vương nam hải nhưng căn bản không nhìn thấy thân ảnh của trường canh ái khanh hỏi thăm long vương long vương cũng nói thủy thần vẫn chưa từng tới hoa nhật thiên thở dài trong đáy lòng biết chính mình đã chọn nhầm phương hướng trường canh ái khanh nhà mình xác nhận đã đi tới bắc hải hoặc là đông hải đang tức nuối không thể sóng vai chiến đấu cùng với trường canh ái khanh trong đáy lòng hoa nhật thiên khẽ động đột nhiên cảm ứng được thần lực của thủy thần dường như là ở ngay trong vương viên vạn dặm đây cũng là một điểm nhỏ quyền năng của thiên đế lập tức Hoa Nhật Thiên cùng với Long Vương Nam Hải hẹn xong tín hiệu xuất binh, liền vội vàng rời khỏi Long Cung Nam Hải, muốn đi tụ hợp cùng với Lý Trường Thọ, nhưng làm cho Hoa Nhật Thiên vạn lần không nghĩ tới chính là, y lại ngoài ý muốn nắm giữ tư liệu trực tiếp đại thần về nước mò cá nhà mình, thông đồng với tiên tử trong lúc làm việc, lại nói Hoa Nhật Thiên vừa ra khỏi Long Cung, tiên thức dò xét về phương hướng mình cảm ứng được, lại không phát hiện ra vật gì, lại tìm tòi tỉ mình một hồi, vẫn là không thu được gì chuyện này không khỏi khơi dậy một chút lòng háo thắng của hoa nhật thiên thế là bản thể bên trong lăng tiêu bảo điện nhắm hai mắt trực tiếp điều động lực lượng thiên đạo ra chỉ ở phía trên hóa thân hai mắt của hoa nhật thiên nở rộ ánh vàng lập tức nhìn thấu mảnh không vực trống rỗng kia thấy được lão già tóc trắng xóa kia cùng với bóng hình xinh đẹp bị tiên quang và xương trắng bao phủ trường canh ái khanh đây dường như là đang nói chuyện yêu đương hả không đúng tốt cho một kẻ lý trường canh ở trước mặt ta cũng đều là dùng hóa thân, bản thể lại là ở dưới tình huống như thế này mới có thể phát hiện ra tung tích. Hoa thân ngọc đế cười mắng hai tiếng trong đáy lòng, lại nổi lên nghi hoặc mới, vị tiên tử này lại là vị nào? Cỗ hóa thân này của y có lực lượng thiên đạo gia trì, lại hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu. Sợ kinh động nữ tiên này, Hoa Nhật Thiên vẫn chưa nhìn nhiều, cố ý thả ra khí tức, nghênh ngang tiến về hướng Nam Thiên Môn. Dù sao cũng là ngọc đế bệ hạ, cũng không thể bay đi lên chủ động chào hỏi đại thần nhà mình. Lại nói, hơn nữa nếu trực tiếp phá đám sẽ có một chút khó coi, làm như thế này mới có thể để cho thần tử chuẩn bị tâm lý những chi tiết nhỏ của thiên đế. Trường canh gái khanh làm việc trầm ổn, hẳn là sẽ không bất cẩn như thế, không phát hiện ra được cỗ hóa thân này của ta, nhưng mà, thẳng đến khi hoa nhật thiên nhìn thấy đại quân thiên đình ở phía xa xa, phi, nói cái gì toàn tâm vì thiên đình đều là ngụy trang, bất quá. Trường canh ái khanh như vậy, ngược lại là càng làm cho ta an tâm hơn một ít, hoa nhật thiên hiếp mắt cười, trước tiên tụ hợp cùng với thiên binh thiên tướng, y hơi suy tư, liền dẫn 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, tiến đến vị trí của Lý Trường Thọ. Ừm, bọn hắn chẳng qua là đang ở trên đường chi viện Long Tộc, thật tình cờ, đi ngang qua. Ở hướng Tây Bắc Long cùng Nam Hải, bên trên một đóa mây trắng. Lý Trường Thọ duy trì khuôn mặt hải thần, chắp tay sau lưng đi ở trên mây, giải thích cặn kẽ nhân quả cùng với ân oán của mình đối với phương Tây, Long Cung cho Vân Tiêu tiên tử. Tự nhiên, Lý Trường Thọ đã che giấu đi đại bộ phận nội dung tính kế, hơi tăng lên một ít tính kịch vui. Hắn phát triển hài thần Nam Hải Giáo, thái độ của Long Tộc đối với thiên đình dần dần biến hóa, Tây Phương Giáo không ngừng áp bách kết hợp những tuyến chuyện này và kể lại, còn có thể nói trật tự rõ ràng, không loạn trước nào. Vân Tiêu ở bên cạnh nghe đến mây mẩn, thỉnh thoảng cũng hỏi vài câu, lại mỗi lần mở miệng cũng đều có thể hỏi ở bên trên ý tưởng. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ rất có cảm giác chi kỳ nàng lại hiểu ta như vậy, nghĩ quả đào, nghĩ quả đào. Kỳ thật đây cũng không phải là Vân Tiêu hiểu hắn, chẳng qua là Vân Tiêu chỉ cần lướt nhìn, liền có thể nhìn thấu mâu thuẫn và vấn đề, mà lúc này Lý Trường Thọ cũng hơi cảm nhận được, vì sao các vị đại lão tiệt giáo đều có chút ít kính sợ đối với Vân Tiêu tên tử. Vấn đề mỗi lần nàng hỏi, thật sự là quá khó trả lời, giống như khi nàng hỏi, đạo hữu làm sao có thể kết luận sự tình chính mình suy đoán chắc chắn sẽ xảy ra thiên đạo có biến số đại đạo thường chấn minh suy tính có khi cũng sẽ bị người che đậy những chuyện này kỳ thật đều là làm không được chuẩn thánh nhân lão gia có uy năng che đậy thiên cơ như vậy thánh nhân lão gia có lẽ cũng có lực lượng tái tạo thiên cơ tu vi cảnh giới nguyên bản của ngươi chỉ là kim tiên nếu như tính sai một bước chẳng lẽ không phải là cầm tính mạng đi cược lý trường thọ trầm ngâm đôi chút có một chút nghiêm túc đáp trả ta cũng không am hiểu suy tính và xem bói, tiên tử cũng biết, năm tháng ta tu hành không dài, đạo cảnh cũng chưa đạt tới trình độ cao thâm như vậy, lúc suy tính cũng không đụng đến quá nhiều thiên cơ, Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Với ngươi đã làm được bằng cách nào? Suy nghĩ, Lý Trường Thọ chỉ chỉ trái tim của chính mình, ở trong hồng hoang phải nhập ra tùy tục, tự nhiên không thể chỉ vào đầu. Suy nghĩ, Vân Tiêu nháy mắt mấy cái, có thể nói chi tiết cho ta không đương nhiên lý trường thọ cười nói đầu tiên suy đoán ta làm ra đều là hướng phát triển chung của vấn đề tận lực đi giảm đi các biến số nhỏ bé nếu không thì tâm thần khẳng định sẽ không đủ cách ta quen làm là liệt kê mọi tình huống có thể xảy ra lại viết ra những sự kiện quan trọng trong những tình huống này như vậy giống như ở trên một đường thẳng dẫn đến các ô vuông lại chia thành mấy nhánh khác nhau người đã tưởng tượng ra được chưa lý trường thọ khoa tay múa chân vân tiêu ở bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu hắn tiếp tục nói khi tất cả các khả năng và hướng phát triển được liệt kê nên có thể căn cứ vào khả năng khác biệt trước thời hạn làm ra ứng đối với từng tình huống và mức độ khác nhau mà trong lúc chuyện phát sinh từng bước một ồ vuông trên một đường thẳng không ngừng được thắp sáng thì có thể biết được sự phát triển chung của bối cảnh phía sau đúng là như vậy vân tiêu ngâm khẽ vài tiếng sau đó trong mắt tràn đầy tán thường nói nếu muốn mưu đồ chu toàn thì nên làm như vậy. Tuy nhiên, như vậy sẽ rất hao phí tâm thần, Lý Trường Thọ cười nói. Liên quan tới sự tình Long tộc, ta đã suy nghĩ hơn 7 năm, Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Sẽ không cảm thấy tâm thần mệt mỏi sao? Có một chút, nhưng so với hồi báo, một chút mệt mỏi ấy cũng không tính là gì. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp. Như vậy một lần suy nghĩ dài nhất của đạo hữu, kéo dài bao lâu, Lý Trường Thọ thở dài. 17 năm, câu 17 năm này vừa ra khỏi miệng, linh niệm lắm lời trong đáy lòng Lý Trường Thọ vừa an tĩnh một hồi, lại bắt đầu không ngừng tích tích, tháp đại gia cười mắng. Người cái tên này, không hổ là từ gia hỏa lão gia coi trọng, tính kế một việc có thể suy nghĩ liên tục 17 năm, đen, vẫn là ngươi đen, không gian xích kia nói tiếp thật đáng lo cho những kẻ bị ngươi ghi thù. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, coi như đây là tán dương đơn thuần. Vân Tiêu Ôn Nhung nói. Ta có thể hỏi hay không, là chuyện gì mà lại cần lâu như vậy? Đạo môn, Lý Trường Thọ cười nói. Bất quá điểm xuất phát hàng đầu, cũng là bởi vì ta ở bên trong đạo môn, cũng không thể để ngươi hỏi ta mãi như vậy, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không? Hì hì, Vân Tiêu cười khẽ hỏi cũng được ngươi có thể thẳng thắn đối với ta ta làm sao có thể không thành thật với đối với ngươi lý trường thọ giang hai tay vẫn còn may không phải là cởi mở ý cười của vân tiêu không khỏi càng đậm trong đáy lòng lý trường thọ suy nghĩ một chút rồi hỏi thường nghe người ta nói gặp mạnh thì mạnh gặp yếu thì yếu đây là chuyện tốt hay chuyện xấu vân tiêu tiên tử không khỏi oán trách ngươi thật đúng là muốn kiểm tra ta coi như là oán trách lại cũng là ôn nhu như thế, sau khi nàng thận trọng suy nghĩ, đáp, "Theo ta, đó hơn phân nửa là chuyện tốt." "Sai, chuyện này vô luận cân nhắc từ phương diện nào cũng đều là chuyện xấu." Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. "Đầu tiên chính là sự mạnh yếu của bản thân bất ổn, biến số quá nhiều, tiếp theo phải dựa vào sự mạnh yếu của địch thủ để quyết định sự mạnh yếu của bản thân, chính là bị người nắm mũi dẫn đi. Tính kế sự tình, trọng yếu nhất chính là có tiết tấu của chính mình." không thể bị địch thủ ảnh hưởng tất nhiên đây cũng chỉ là một chút thiền kiến của ta vân tiêu tiên tử cẩn thận suy tư chậm rãi gật đầu người nói vân tiêu thụ giáo lý trường thọ háng giọng lại hỏi nếu như tiên tử ngươi so đấu nuôi lực cùng với người khác ngươi cân nhắc sâu hơn đến tầng thứ năm mà người bên cạnh chẳng qua là đến tầng thứ ba cục diện này có phải là thắng chắc vân tiêu vô thức đưa tay vén lọn tóc nói cũng không phải là thắng chắc đôi khi mưu tính quá nhiều, ngược lại sẽ bị đối phương chó ngáp phải rồi phá mất. Thiện, Lý Trường Thọ yên lặng tán thường, Vân Tiêu cười hỏi lại. Vậy thì Thủy Thần Đại Nhân, người có phương pháp giải quyết tình huống như vậy không? Rất đơn giản, đứng vững tại mỗi một tầng, Vân Tiêu lập tức rơi vào suy tư, cẩn thận suy nghĩ, đúng vào lúc này, Lý Trường Thọ nhíu lông mày lại. Thấy được đóa mây trắng bay tới từ trên bầu trời kia, cùng với vô số thiên binh trên đó, binh mã thiên đình không ở lại nam thiên môn vì sao lại chạy đến nơi này rồi đây không phải là chơi phục binh thành minh bài tiếp đó lý trường thọ thấy được nhật thiên nguyên xoáy đứng ở phía trước thiên binh vậy thì không sao lý trường thọ nói tiên tử có muốn đi qua cùng với ta ừm vân tiêu tiên tử ôn nhu nói ngươi không sợ ta sẽ rước lấy phiền phức cho ngươi vậy thì ta sẽ không ngại lý trường thọ đột nhiên cười cưỡi mây mang vân tiêu tiên tử nghênh đón binh mã thiên đình đến gần mười vạn đại quân này vân tiêu khẽ ổ một tiếng công đức kim thần thiên đạo gia trì đây không phải là hóa thân của ngọc đế Sư Thúc đó chứ lý trường thọ trời ạ à, đại lão đạo môn đều có thể nhận ra trong thoáng chốc cỗ hóa thân này của ngọc đế đúng là quá thất bại mặc dù vẫn như cụ khiến cho thọ đỏ mắt vân tiêu dừng ở bên ngoài mây vẫn không tiếp tục tiến về phía trước hiển nhiên là không muốn đối mặt cùng với thiên đế không thì hành lễ hay không hành lễ cũng đều không ổn lý trường thọ tiến về phía trước cùng với hoa nhật thiên làm lễ lẫn nhau hoa nhật thiên nhíu mày một hồi đối với hắn thủy thần vị tin tử kia là ai hoa nhật thiên cười nói làm sao lại không giới thiệu với ta một chút lý trường thọ nghiêm mặt nói đó là bạn tốt của ta đại đệ tử ngoại môn tề giáo vân tiêu tiên tử hai mắt của hoa nhật thiên tỏa sáng lại thuận thế tiến lên kề vai sát cánh, nhẹ nhàng đánh một quyền vào xương sườn dưới của Lý Trường Thọ, thấp giọng nói một câu. Được lắm thủy thần, nhưng, đinh, hoa nhật thiên cảm giác chính mình như là đánh vào phía trên hàng rào không gian, một tiên lực phản chấn cuốn ngược mà về theo quyền phong. Huyền Hoàng Tháp, hoa nhật thiên nhìn Lý Trường Thọ, lại nhìn bóng người xinh xắn bị mây mù bao khỏa ở nơi xa, vào giờ phút này vẫn như cũ không có cách nào thấy rõ kia. Lý Trường Thọ bình tĩnh truyền âm, Vân tiêu tiên tử đã sớm nhận ra bệnh hạ. Hoa nhật thiên thu ở cánh tay trong nháy mắt, vẫn ngực ngẩng đầu, chiến giáp trên người tàn mát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, để cho chính mình nhìn nhiều hơn một chút uy phong, nhiều hơn một chút uy nghiêm. Cục, ừm, thủy thần, ở nơi nào Nam Hải có chiến sự căng thẳng. Chúng ta tiến đến chi viện, cũng tránh để cho càng nhiều sinh linh bị đột thán. Hoa nguyên soái đừng vội, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, thế cục các nơi lúc này, Long Cung vẫn còn có thể ứng đối, chúng ta đã đến rồi, không bằng liền đi đến hải nhãn gần đây chấn thủ, đó mới là tử huyệt của Long Tộc. Thiện Hoa Nhật Thiên gật gật đầu, sau đó hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra mấy phần nghi vấn, hải nhãn, đi như thế nào, Long Tộc đều đã giấu đi hải nhãn tứ hải, đạo tổ lại dùng đại pháp lực che đậy thiên cơ cửu ô tuyền, đề phòng bị người tìm được cửu ô tuyền họa loạn thiên niệm. Vào giờ phút này, chỉ sợ là không có long cung nam Hải chỉ dẫn hoặc là thánh nhân lão gia suy tính cũng không tìm được chợt nghe truyền âm của vân tiêu tiên tử lọt vào tai đạo hữu bên ngoài chín vạn dặm phương hướng đông nam có một chút dị trạng không gian đang dung chuyển hình như có một số lớn sinh linh na di đạo tâm của lý trường thọ run nhẹ lập tức thấp giọng thương nghị hai câu đối với hoa nhật thiên sau đó lý trường thọ cùng với vân tiêu đi phía trước dẫn đường tiến đến chỗ không gian dung chuyển Hoa Nhật Thiên mang theo thiên binh chạy đến từ phía sau, trên đường, Vân Tiêu lại thừa cơ hỏi. Nếu như nơi đây là phương Tây đánh nghi binh, lại nên làm như thế nào? Lúc này còn không có cách nào kết luận rốt của phải chăng là đánh nghi binh, phương hướng đối phương tiến công, có thể là một trong hải nhãn tứ hải, dù sao thì việc bọn hắn muốn làm, chính là bức long tộc giao vào khố ra. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Nhưng, tiên tử, đứng vững ở mỗi một tầng, Ta cũng không chỉ là tùy ý nói một chút, mặc dù lúc này nắm chắc không tính quá cao, nhưng cũng đã làm xong chuẩn bị ứng đối. Như vậy, cụ thể nắm chắc như thế nào? 9 thành 45. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, vì độ chuẩn xác của ngôn ngữ, lại tăng thêm một câu. Đại khái, đây chính là chỗ Hải Nhãn. Lý Trường Thọ nhìn về phía hải vực có vẻ như không có vật gì ở phía trước, trong đáy lòng xẹt qua hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác hắn thi triển hóa hình thuật hóa thành một con hải ngư vào giờ phút này vẫn chưa gây nên sự chú ý của những thân ảnh trong đáy biển kia mấy ngàn đạo thân ảnh này là dũng mãnh tiến ra từ bên trong một rãnh biển đằng xa nơi đó có một tòa không gian na di đại trận lúc này đại trận này vẫn còn đang vận chuyển ngay vào lúc vừa rồi vân tiêu tiên tử còn nhắc nhở hắn sao không đi phá hủy không gian na di đại trận kia chặt đứt đường lui vào viện quân của những kẻ này lý trường thọ thận trọng giải thích vài câu thứ nhất lần này tây phương giáo lấy ra nội tình muốn đập long tộc đòn trúc nếu như tiêu diệt toàn bộ đám binh mã phương tây này đại khái sẽ dẫn tới đại lão không muốn thể diện